gì? Tao muốn gì hả? Tao muốn trả vào cái này nè. Ê, làm gì vậy? Hôm nay ngon không có được khỏe, mấy người đừng thừa cơ hội đó. Như vậy là chó lắm đấy nha. Đúng rồi, tao không những là chó mà tao còn là chó điên nữa. Tao nói tụi bay nghe nè, lần này là cảnh cáo hay chưa, sau là chết cho tao nữa đấy. Quay đi. Đang nghĩ anh như gà khờ, nhưng đâu hay biết anh đang giả vờ. Em cứ thả thính lung tung thế này, và rồi anh trúng linh tinh vào tim. Này học ngu anh không muốn thuộc thơ, vì thật lòng anh chỉ muốn mình thuộc về em. Và yêu em không có tình tay ba, vì anh chỉ có tình tứ mỗi khi kề bên em. Ép dầu ép mỡ ai mà nợ ép a. Em vẫn có một mình thì mình yêu nhau nha. Say rượu say bia say lại tỉnh, nhưng mà anh say em thì tỉnh lại say. Và tính ở đâu sao cứ bay bay, tự nhiên anh trúng đâu phải yêu lúc nào không hay. Nếu mà em đang ế hay là mình cùng nắm tay, anh độc thân vô tính biết đâu em sẽ đắm say. Vậy rồi đó hả? Nè, uống miếng trà tắc này đi, cho tỉnh. Tối qua, con đi đâu mà để cho Nam mày đánh chứ gì? Mày đứng lên coi, mới chút xíu mà nằm chèm bẹp. Lên, lên coi. Trời ơi, đúng rồi, tôi đỡ cho chị hết rồi còn gì. Mà bây giờ chị biết tôi đau lòng nhất là gì không? Cái gì? Chiếc xe tôi kìa, tôi mới sửa ngày hôm qua, hư nữa rồi kìa. Trời ơi nhà. Mà cái chuyện đó không phải là thằng Nam làm đâu, do cái tụi con Lon làm đó. Hôm bữa tụi nó nghe lén mẹ nói chuyện với thầy Đức ở phòng giáo viên. Thôi con nghỉ ngơi đi, để tí xíu lên đi học. Mà con có đi học được không? Để mẹ xin bên trường cho con nghỉ một bữa. À, dạ con bình thường mà mẹ, đâu có sao. Ừ, hãy uống đi nha, mẹ đi vô. Bật hết tất cả đèn xanh, anh giật đèn đỏ. Ok, tí rap tiếp nha. Ok. Ok, yeah. À. Đau mày. Yếu mà còn ra gió hả con? Không có đâu, hôm qua tao đâu có ra gió đâu. Tao mặc áo thun, quần dài, ấm lắm luôn. Ý tao nói á, là mày yếu mà còn đi dọc giang hồ đó. Thì cũng tại vì... Tại vì ngu. Ngu cái đầu mày. Thôi tao lên phòng y tế này. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ phận mới làm tự nhiên. Mà câu đó có nghĩa gì ta? Kiếm Nam hả chị? Ờ.
Nam hôm nay không đi học hả? Có, sáng nay Nam có đi học mà xuống phòng y tế rồi. Cái gì? What? Mình định nói là sáng nay Nam xuống phòng y tế đi cả nhắc gì nè, máu me đầy láng luôn. Chưa kịp nói xong. Đây. Rồi tự nhiên sao cậu ngồi đây? Thì tôi vô đây tôi xin thuốc nè, để sức mấy cái vết bầm nè. Mà thầy cô nó mất tiêu hết trơn rồi. Nên tôi ngồi đây tôi đợi một xíu. Thuốc hả? Hên quá mấy cái này còn. Ok. Đây. Cầm đi. Cái này là để giảm đau, giảm bầm. Còn cái này là chống viêm. Đó, còn cái này là sức nè. Mà sao chị rành mấy cái này quá vậy? Lúc trước hay đánh nhau á nên biết thôi. À. Đây lại đây. Đau không? Đau. Thôi ráng chịu xíu đi. Nhẹ tay xíu. Sao cảnh này giống trong phim ngôn tình dữ à ta? Hay là mình... sức cái nắm tay định diễn ngôn lù hay gì? Có. Ngồi im đi nè. Rồi chị không hiểu luôn á, tự nhiên cái nằm ra cho tụi nó đánh, ngu ơi là ngu luôn á. Đúng là không nên làm chuyện ngôn tình với mấy đứa vô côn mà. Rồi xong rồi đó, nè cầm đi. Cái này tối về nhớ thức sức thêm nha. Vai với lại chân mà tối có nhức á thì nhớ chườm ấm vô. Chiều hẹn ở cổng trường nha, tối tôi dẫn vô đi ăn. Hả? Chị mới nói gì vậy? Vậy nha. Mình đi thôi. Hôm nay mà đặt bài điều đâu nữa. Bộ hả? Giống giống đứa con nít đó. Chắc em đang nghĩ anh như gà khờ, nhưng đâu hay biết anh đang giả vờ. Em cứ thả thính lung tung thế này, và rồi anh trúng linh tinh vào tim. Này học ngu anh không muốn thuộc thơ, vì thật lòng anh chỉ muốn mình thuộc về em. Và yêu em không có tình tay ba, vì anh chỉ có tình tứ mỗi khi kề bên em. Ép dầu ép mỡ ai mà nợ ép a. Vẫn có một mình thì mình yêu nhau nha. Say rượu say bia say lại tỉnh, nhưng mà anh say em thì tỉnh lại say. Và tính ở đâu sao cứ bay bay, tự nhiên anh trúng độc và yêu lúc nào không hay. Nếu mà em đang ế hay là mình cùng nắm tay, anh độc thân vô tính biết đâu em sẽ đắm say. Ê. Ừ? Sao không uống đi, nhìn gì hoài vậy? Nước ở đây là ngon xíu dách luôn nha. Thì uống nè. Mà Ngân nè, sao tự nhiên chị rủ tôi tới cái quán này vậy? Bộ hết giận tôi hả? Vậy không được hả? Mà thì cũng tại tôi mà hôm qua cậu bị giả lây còn gì.
không sao. Nhưng mà chị biết ai làm chuyện đó chưa? Rồi chị tính làm gì tụi nó? Đoán xem. Chị định đánh lộn nữa hả? Gì? Trước giờ là tôi đánh trúng không à, không đánh lộn nha. Nhưng mà thôi đi, tối ngày đánh lộn đánh lạo hoài, đừng có đánh lộn hay là đánh trúng nữa nha. Tại sao? Thì để tôi giải quyết cho. Trời ơi, giải quyết hay nằm xuống cho nó đánh nữa? Thì một điều nhịn là chín điều lành mà. Cái đó là đối với người khác, còn đối với tụi này á, là một điều nhịn chín điều lấn tới, hiểu chưa? Mà chị Ngân nè, ước mơ hiện tại của chị là gì vậy? Bà hỏi làm chi? Thì hỏi để biết. Ước mơ hiện tại á hả? Là được gặp ba. Gặp lại ba? Tại sao lại là gặp lại ba? Thì nếu như tôi gặp lại ba á, thì tôi sẽ thay đổi được một số chuyện, hoặc là không. Nếu mà không thay đổi được thì sao? Còn nếu mà thay đổi được thì sao? Nếu thay đổi được á thì hạnh phúc, còn không thay đổi được thì thôi. Mà ba của chị tên gì vậy? Sao hôm nay hỏi nhiều vậy? Thì biết đâu tôi tìm được ba chị thì sao? Ba của tôi tên Tuấn. Tuấn hả? Cái tên nghe là quắc luôn. Mà nè, ước mơ hiện tại của cậu là gì? Ước mơ hiện tại của tôi hả? Là bảo vệ được chị nè. Trời ơi, nhắm có đánh đấm được không mà đòi bảo vệ người ta? Tôi nói cho cậu biết đó nha, tôi nhiều đứa ghét lắm á. Tôi bị đánh mà tôi bảo vệ được chị thì tôi cũng vui. Trời, nhắm chịu nổi không? Thấy vậy chứ không có dễ đâu nha. Nếu mà chịu nổi thì sao? Còn nếu mà không chịu nổi được thì sao? Nếu chịu được nổi thì yêu. Chị Ngân, nhất định tôi sẽ làm được, nhất định. Ê mẹ. Yeah. Chị Ngân chỉ làm vậy là chỉ bật đèn xanh với tao chưa ta? Đối với người khác thì là như vậy, nhưng mà đối với Ngân chỉ là nói chơi thôi. Ok, mẹ yên tâm đi. Không biết là bà bật đèn xanh hay là đèn đỏ, nhưng mà tao chắc chắn là bà có thiện cảm với mày. Mà một khi có thiện cảm là xúc dễ vô lưới lắm. Nhưng mà bây giờ tao phải làm sao? Để tao chỉ cách cho. Sao? Tao sẽ chỉ cho mày 1001 cách bí kíp gia truyền nhà tao. Nhưng mà sổ hôm nay tao không đem rồi. Có gì lên trường mai tao đưa cho. Hôm nay tao sẽ chỉ dạy mày cách khô chứ. Mà mày biết khôn gái chưa? Chưa luôn. Đúng là cái thằng này. Trời ơi, mạnh bạo gì ba? Đối với tao là như vậy. Thế này nè. Tay phải đặt lên vai trái, tay trái đặt lên vai phải, đầu hai đứa nghiêng sang hai bên, xong rồi đẩy sát vô. Hai đứa làm gì vậy? Con thấy Nam học bài đau cổ á, con bẻ cổ. Đợi cho. Đợi. Học tiếp nè. H2O là nước nè. O2 là oxy. Còn C2 là nước ngọt. C2 là nước gì khác chứ? Thì nước ngọt cũng gì khác cũng vậy mà. Ủa? Mà sao mày cứ che cổ gì vậy? Mấy cái vết bầm này nè, tao đâu có cho mẹ tao thấy được. Đây, tao sẽ chỉ em học tiếp nè.
Được rồi, tiếp tục, tiếp tục. Thôi, 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 ta học nhiêu đó đủ rồi, thôi ha. Được rồi, được rồi, cảm ơn. Tiếp tiếp chưa? Mày chưa biết gì mà. Come on baby, yeah. Come on. Em cứ phải đi giám sát tụi nó để làm cái gì? Con nó lớn hết cả rồi, có phải là con nít nữa đâu. Em đi xuống dưới á, coi thằng Nam nó có học thiệt không. Dạo rồi em thấy nó lạ lắm. Hôm trước nó nói với em á là đi qua nhà thằng Lâm học, đi về mình mẩy chày chụa, bầm dập hết trơn. Hỏi nó té cầu thang. Mà em không có tin đâu. Nó có lạ thì cũng là chuyện bình thường mà. Con nó lớn rồi, tâm sinh lý nó thay đổi, nên nó lạ là chuyện bình thường. Anh nghĩ chuyện gì nó giải quyết được thì cứ để nó tự giải quyết. Em cứ đi theo canh nó để làm cái gì? Vừa mệt nó, vừa mệt mình. Mà em ở canh nó cả đời vậy được không? Thôi kệ em, con của em tự có cách dạy của em. Nhâm chịu nổi không? Thấy vậy chứ không có dễ đâu nha. Nếu mà chịu nổi thì sao? Còn nếu mà không chịu nổi được thì sao? Chịu được nổi thì yêu. Chị Ngân, nhất định tôi sẽ làm được. Nhất định. Tự nhiên nhớ em người ấy, ánh mắt nụ cười hình dung em lạc đâu trong tâm trí anh. Sống bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu thầy cũng không biết nữa. Gió bắt đầu từ đâu em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau? Ủa, nhanh quá, tới giờ về rồi mấy đứa. Thôi cái lớp nghỉ nha. Theo kế hoạch mà làm nha. Này là quyết tâm đó ba. Chắc em đang nghĩ anh như gà khờ, nhưng đâu hay biết anh đang giả vờ. Em cứ thả thính lung tung thế này, và rồi anh trúng linh tinh vào tim. Này học ngu anh không muốn thuộc thơ, vì thật lòng anh chỉ muốn mình thuộc về em. Và yêu em không có tình tay ba, vì anh chỉ có tình tứ mỗi khi kề bên em. Ép dầu ép mỡ ai mà nợ ép a. Em vẫn có một mình thì mình yêu nhau nha. Say rượu say. Dạ xin thưa thầy, anh đóng tiền của em hả? Dạ không phải thầy. Dạ có cô men kiếm thầy. Tìm tôi hả? Chị Ngân ơi, thằng Nam xui bột mép. Lên cơn có giật tí nè. Ủa nhưng mà sao tự nhiên bị vậy? Em không biết nữa. Em nghe là thằng Nam nó đi vòng á, xong rồi nó té cầu thang. Nó lộn 13 vòng, rồi nó thành ra như vậy luôn nè. Nhưng mà giờ có sao không? Mà giờ mà Nam ở đâu rồi? Em đưa cho phòng y tế rồi. Có gì chị chạy vô sau nha. Em đi báo cô chủ nhiệm. Ok. Dạ. Ok, em đi chị qua liền luôn á. Chị qua liền nha. Ok. Nó gấp lắm. Rồi, em qua đi, chị qua luôn nè. Đi trước đi. Ba cái tuổi con nít ranh này, định lừa chị chứ gì. Lạnh quá chị hả? Ơi em lạnh quá. Ngồi dậy. Thôi em mệt lắm, với lại em lạnh lắm luôn. Ngồi dậy. Định dùng ba chọn con nít này lừa ai vậy hả? Có, tại em định giỡn với vui nhà vui cửa thôi. Rảnh quá ha.
Ờ làm gì á? Đâu có đâu, tại vì em kêu chị xuống đây là cũng có chuyện thiệt mà. Chuyện gì? Chị xếp thuốc cho em đi. Ủa rồi cái thuốc luôn ngày hôm qua đâu? Em làm rớt nó mất tiêu rồi. Thì ghê luôn á. Bị điên hả? Làm trò gì á? Ra đau quá. Lớn tuổi hơn ai mà bài đặt sau đầu người ta. Muốn chết không? Ơi đau quá, đau quá, đau quá, da đau quá, đau quá. Ê, chúng ta chưa làm gì. Thì em la trước nhưng mà. Có bị điên không mà tối ngày làm ba cái trò con nít con nâu như vậy hả? Hả? Trời đất ơi, hết lừa thầy rồi tới lừa tới tôi luôn. Ủa nhắm lừa được không mà vô đây? Bỏ cái tay ra. Ai cho bệnh tay lại, đang nói không nghe hay gì bệnh tay? Dễ người ta hay gì hả? Ủa tại sao vậy, tại sao vậy? Tối ngày lôi ba cái trò là làm gì? Trời đất ơi, không biết mệt mỏi luôn hay gì? Cái thuốc nè, sức hoài. Mệt lắm luôn, có biết không? Hả? Trời đất ơi, không hiểu luôn, không hiểu tại sao luôn á. Tao nghĩ mình nên bỏ cái cuốn nó đi, nó không có hiệu quả gì đâu. Tao thấy khả quan mà. Mấy cái đằng sau là ok lắm á. Mày, mới một lần mà chưa chịu nổi rồi. Mày có nhớ bà nói gì không? Chịu được đi rồi yêu. Mày đúng là tụi trẻ chưa trải sự đời. Mày đúng là tấm chiếu mới mua. Ờ hé, kế hoạch 1 thất bại rồi, bây giờ mình tới kế hoạch 2 đi. Ok. Yeah. Được không đó? Được mà, yên tâm đi. Mày cứ tin vào bí kíp gia truyền nhà tao, được lắm á. Bà khoan đã. Gì ba? Mày đâu kiến, nhìn mặt mày ngu lắm. Nhưng mà không đeo thì làm sao thấy được? Thì đó, bình thường mày thấy nó là mày đã run rồi. Bây giờ thấy mờ mờ, đỡ sợ hơn. Ok. Chị Dương ơi, chị Dương. Chị. Lớp em có con nhỏ bán trà sữa ngon lắm á. Nó đang sale sập sàn đó chị. Chị có mua không? Thế thì cô. Thiệt. Thôi mà nó bán trà sữa nó full topping. Trời mà chỉ có 25 ngàn. Full topping nữa? Đúng rồi. Ê vậy đi. Ủa sao dễ lừa dữ ta? Vậy em nói gì vậy? À dạ không. Ý em nói là chị dễ chịu á. Ờ thì chị dễ chịu mà. Có trà sữa được hết trơn á. Thôi đi. Chào chị nè. Cái gì đây? Định giở trò gì nữa hay gì? Không có, em cho chị thiệt á. Cho rồi không lấy lại nha. Có ngon không? À, cũng ngon. Ngon lắm hả? Cho em thử miếng nha. Chóng mặt hả? Cái đồ
Tao đi mày. Tao nói mày rồi, trêu ai không trêu. Trêu ngay cái bà du côn nhất trường làm gì. Đang chịu đi. Rõ là bây giờ nó cứng đơ mày à. Thôi mày coi ra coi. Để tao. Chuyện gì vậy? Mày tránh ra. Thằng nhóc kia, lại đây. Nghe nói mày đang bày trò cua Ngân hả? Ê, có gì từ từ nói nha. Anh đụng tay đụng chân như vậy là không được đâu. Tao thích đụng tay đụng chân đó. Thì sao? Rồi sao? Hả? Anh vừa phải thôi. Nó có làm gì anh đâu. Nó dám đụng tới Ngân là cũng như đụng tới tao rồi. Để tao nói cho mày biết, một thằng nhóc con hèn nhát yếu đuối như mày cũng có cửa so với tao đâu. Biết chưa? Khôn hồn thì biết thân biết phận đi. Nghe chưa? Nè. Em xin lỗi anh. Tính ra cũng biết điều chứ hả? Cứ thế mà phát huy nha. Sau này gặp tao á thì biết đường mà né ra. Đừng có cản trở nghe chưa? Đây. Hoàng Nam, mắc gì mày phải sợ nó? Thôi, nhịn đi có chết ai đâu. Đi về. Đợi tao. Làm gì mà yếu đuối dữ vậy trời. Ê, ngon đợi tôi với. Để tao nói cho mày biết, một thằng nhóc con hèn nhát yếu đuối như mày không có cửa so với tao đâu. Biết chưa? Khôn hồn thì biết thân biết phận đi. Nghe chưa? Con sao vậy? Dạ không có gì đâu mẹ. Có phải tại cái con nhỏ mà người ngợm không ra gì trước ghế nhà mình đúng không? Không phải tại chị đâu mẹ. Đừng có giấu mẹ. Mẹ thấy từ ngày con quen với con nhỏ đó, con lạ lắm. Mà từ lần đầu mẹ gặp mặt á, mẹ đã thấy nó không ra gì rồi. Mẹ không có muốn con. Con đã nói là không phải rồi mà. Ai cho phép con nói chuyện với mẹ vậy hả Nam? Ai dạy con nói chuyện đó? Dạ, con xin lỗi mẹ. Em về phòng đi cho con. Anh về phòng trước đi, em nói chuyện với con chút. Thôi mà, về phòng đi. Không nhớ gì không đó? Nhớ chứ, coi nè. Ở dưới đây nè, ai mà đánh ở trên này? Mới học quên. Đi. Trời. Ủa, trái xài của tôi mà cha. Ủa, bây giờ lỗi của tôi hả? Chị xin lỗi nha. Anh làm gì vậy? Tiết thứ hai, hẹn mày ở sân sau trường. Nếu như mà mày không tới thì coi như mày là thằng hèn. Mà Ngân thì không có thích mấy thằng hèn như mày đâu. Anh định làm gì tôi? Làm gì? Mày đoán xem. Tao đã cảnh cáo mày một lần rồi mà mày vẫn không nhớ.
Vậy thì để tao dạy cho mày bài học nhớ đời. Anh định đánh tôi hả? Em đang nghĩ anh như gà khờ, nhưng đâu hay biết anh đang giả vờ. Em cứ thả thính lung tung thế này, và rồi anh trúng linh tinh vào tim. Này học ngu anh không muốn thuộc thơ, vì thật lòng anh chỉ muốn mình thuộc về em. Và yêu em không có tình tay ba, vì anh chỉ có tình tứ mỗi khi kề bên em. Ép dầu ép mỡ ai mà nợ ép a. Em vẫn có một mình thì mình yêu nhau nha. Say rượu say bia say lại tỉnh, nhưng mà anh say em thì tỉnh lại say. Và tính ở đâu sao cứ bay bay, tự nhiên anh trúng đâu và yêu lúc nào không hay. Nếu mà em đang ế hay là mình cũng nắm tay, anh độc thân vô tính biết đâu em sẽ đắm.